Hôm nay tôi muốn nói về cái việc nhân cái ngày Mẫu Thân, cái điều mà quan trọng nhất để chúng ta kỷ niệm cái ngày Mẫu Thân. À, nếu chỉ là làm thì những cái hình thức làm cho gọi là vừa lòng các bà rồi những cái chuyện nó qua thì những cái đó nó cũng chẳng có cái giá trị, chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà ngày này là cái ngày mà chúng ta nhắc nhở qua sự dạy dỗ của Chúa để chúng ta nhất là hướng về những cái người con, những người mẹ, công lao người mẹ mang nặng đẻ đau, tình yêu người mẹ đối với con, chuyện đó ai cũng biết hết rồi. Tôi cũng không muốn nhấn mạnh và nói nhiều về những chuyện đó. Nhưng mà điều mà tôi quan tâm nhất là cái sự đối xử, sự cư xử của con đối với cha mẹ, cái sự hiếu kính của con đối với cha mẹ là một cái điều mà thật ra đi tìm thấy trong cái xã hội này nó không có nhiều đâu. Mình thấy từ ngày xưa, tại sao mà từ ở những cái nền, những cái tôn giáo, những cái triết lý Đông Phương lúc nào cũng nói về cái sự hiếu kính với cha mẹ, lúc nào cũng đưa ra những cái gương. Ví dụ ở Đông Phương, Nho giáo thì đưa ra gương Mẫn Tử Khiên, có hiếu với cha mẹ, vân vân. Từ Đông Phương cho Tây Phương, rồi Phật giáo cũng vậy. Cái ngày một liên thanh đề, rồi đi xuống địa ngục, rồi cầu cho mẹ như thế nào, là người ta muốn như là nêu cao cái vấn đề là phải hiếu kính với cha mẹ. Như đó, như thế thì đó là một cái điều rất là quan trọng. Dầu chúng ta là cơ đốc nhân hay là dầu là những người ngoại mà có cái sự hiểu biết, có lương tâm thì đều thấy rằng cái việc mà hiếu kính với cha mẹ là điều phải có, điều cần có, điều không thể thiếu sót được, không thể thiếu sót được. Đó, chính vì vậy mà hôm nay tôi sẽ giảng về cái đề tài là hãy hiếu kính với cha mẹ, hãy hiếu kính với cha mẹ. Trước tiên chúng ta phải hiểu cái nghĩa hiếu kính là như thế nào. Và trong Kinh Thánh, trong tiếng Hy Lạp, cái hiếu kính nó có nghĩa là gì? Chúng ta có thể hiểu theo nhiều cách lắm ha. Cũng như mình thấy là cái người mà những cái bộ lạc mà ở châu Phi, có một số những bộ lạc khi mà cha mẹ già rồi, người ta thấy nó bộ ngát ngoải rồi, thì cái cách đó mà bày tỏ sự hiếu kính của họ là gì? Người ta xúm nhau lại ở trong gia tộc, rồi đưa cái người cha, người mẹ đó bắt leo lên cái cây cao, cái gì đó, leo lên. Nếu mà họ bám, họ không đủ sức, không còn đủ sức leo lên tới mấy cước đó nữa mà họ rớt xuống, thì kể như là phải giải quyết thôi. Phải tỏ sự hiếu kính cha mẹ bằng cách nào? Cha mẹ không thể sống được nữa, bây giờ nếu mà đem mà đi chôn đi giống như mấy người ở Á Châu, Đông Phương, Việt Nam mình, như thế là bất hiếu. Là vì sao? Chôn như vậy xuống đất rồi nó rửa cái thúi, rồi dòi bọ nó ăn mất cha mẹ của mình. Đó, cho nên để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ thì người ta tập trung lại, người ta làm thịt cha mẹ ta ăn. Để chi? Cha mẹ mãi mãi ở trong lòng của chúng con. Đó. Như vậy mình thấy không? Chúa cho con người có cái lương tâm là gì? Là cái lương tâm là để nó ghi các luật pháp của Chúa, những cái điều tốt đẹp, và nó sẵn sàng phản ảnh khi chúng ta làm sai. Nhưng nếu chúng ta không học đúng theo luật pháp Chúa và chúng ta học theo cái luật nào đó của đời, của Satan, thì lương tâm khi nó đã chấp nhận cái luật đó rồi, nó vẫn cho điều đó là đúng. Như vậy thì đối với cái những người dân tộc ở châu Phi đó, khi họ ăn như vậy họ cảm thấy bình an lắm, đúng không? Họ thấy mình đã thỏa lòng, mình đã bày tỏ được cái sự hiếu kính cha mẹ, họ không cắn đứt lương tâm. Trong khi chúng ta thấy thì chúng ta rất là kinh hãi, chúng ta ghê tởm, tại sao mà có thể mà gian ác như thế, nhưng họ thì không nghĩ như vậy. Điều đó cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể tin cậy vào lương tâm của chúng ta được. Đó, nhiều người nói tôi sống theo lương tâm của tôi là được rồi, tôi không cần đạo nào cũng tốt. Tôi chỉ cần biết lương tâm, nhưng mà thật ra cái lương tâm của chúng ta nó khác ghi cái điều gì trên đó, đúng hay là không đúng. Nếu cái gì nó đã khác ghi, nó cho là đúng thì chúng ta không phản ứng, chúng ta làm sai mà chúng ta không hề áy náy. Như vậy chúng ta hãy tin vào lời của Đức Chúa Trời hơn là tin vào lương tâm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái nghĩa hiếu kính trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là gì? Hiếu kính cha mẹ, trước tiên là chúng ta phải tôn kính. Chúng ta hiểu là tôn kính là như thế nào? Chúng ta đặt cha mẹ lên trên cao, đúng không? Và chúng ta ở dưới thấp luôn luôn là như vậy. Đó là tôn kính. Và không phải chỉ là tôn kính như một cái gì xa cách, nhưng mà nó phải cộng với cái
lòng yêu mến cha mẹ mình, tôn kính, yêu mến, đó, trân trọng. Tất cả những cái điều đó nó bao gồm cái sự hiếu kính, gọi là hiếu kính. Đó, như vậy thì chúng ta cũng như trong tiếng Anh dùng chữ honor, đó, honor là tôn kính, nhưng mà chữ đó nó cũng chưa đủ để diễn tả, nó chưa đủ để diễn tả. Trong đó nó có bao gồm một cái gì đó nó ràng buộc, rất là yêu mến, rất là thân thương, chứ không phải tôn kính giống như tôn kính một vị thần. Đó, hiếu kính cha mẹ, đại lược nó là như vậy. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem hôm nay ở trong Kinh Thánh sẽ nói gì về cái sự hiếu kính, và chúng ta phải hành xử như thế nào để làm một người con hiếu kính với cha mẹ. Và nếu chúng ta hiếu kính với cha mẹ, chúng ta sẽ được gì? Chúng ta sống bất hiếu với cha mẹ, chúng ta sẽ được điều gì? Xin mời chúng ta mở ra trong sách Ê-phê-sô 20 câu 12. Chương 20 câu 12. Xuất Ai Cập Ký 20 chương 12. Chúng ta thấy trong chương 20 câu 12 này có công bố 10 điều răn. Đó, 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Và trong 10 điều răn này chúng ta thấy rằng có 4 điều răn đầu tiên là liên quan đến việc chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Và 6 cái điều răn sau này, mà cái điều răn đầu tiên trong 6 điều răn đó lại là cái đề tài mà chúng ta học hôm nay là hãy hiếu kính với cha mẹ con. Đó. Cầm mà bắt đầu biết. Hãy yêu kính với cha mẹ con. Câu 12 nhé. Chương 20 câu 12 mọi người có rồi, tôi xin đọc. Hãy hiếu kính cha mẹ của con để con được sống lâu trên đất mà Đức Giê-hô-va ban cho các con. Chúng ta thấy trong 10 điều răn này không có một cái điều răn nào có kèm theo lời hứa. Nhưng mà đặc biệt cái điều răn thứ nhất trong 6 cái điều răn sau này liên quan đến cái việc mà con người cư xử với nhau. Đó thì Đức Chúa Trời thêm vào một lời hứa: hãy hiếu kính với cha mẹ các con để các con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các con. Có nghĩa là chúng ta được bền vững ở trên đất, trên cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nếu chúng ta sống và hiếu kính với cha mẹ. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã có một cái ý định tại sao lại thêm vào đây một lời hứa. Thật ra cái sự mà hiếu kính đối với cha mẹ nó không phải là một điều đơn giản. Nó không phải là một điều đơn giản. Quy luật của dòng đời, tôi thường nói nước là chảy xuống. Đối với cá nhân tôi không có bao giờ trông đợi một cái gì con cái đáp lại. Đối với tôi, nước chỉ chảy xuống, không có nước chảy ngược lên. Thực sự là như vậy. Cho nên cái việc mà con hiếu kính lại với cha mẹ, nó là một cái điều mà nó tế nhị, nó sâu sắc và không thể đem đạo đức ra làm một cái gì để mà nói được. Chúng ta có thể làm trò bổn phận của một người con, chúng ta có thể lo nuôi dưỡng chu cấp cho cha mẹ đủ mọi thứ, nhưng mà chúng ta làm với một cái tinh thần gọi là làm trò bổn phận, cái điều đó nó khác với ý nghĩa của cái sự hiếu kính. Cái sự khác nhau là ở động lực ở trong lòng. Có nhiều người đối xử với cha mẹ nó tốt, lo cho từng ly từng tí đủ thứ, còn những người mà bỏ bê cha mẹ thì chúng ta không cần nói. Đó, cho nên Chúa nói rằng hãy hiếu kính với cha mẹ của con để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các con. Người ta thường nói trong cuộc sống này, ta nói cha mẹ nuôi con như trời như biển, cha mẹ nuôi con như trời như biển. Con nuôi cha mẹ thì con tính từng ngày. Đó. Chúng ta thấy ở trong cái cuộc sống này nó hiển hiện thấy rõ ràng. Phân công anh tuần này anh nuôi ba, rồi tuần kia chị nuôi ba, rồi cãi nhau ổn tỏi đủ thứ. Rồi người này lý do này không chu cấp, người kia lý do kia không chu cấp, đủ mọi thứ. Cho nên
cái việc mà nuôi cha mẹ như là một cái bổn phận nó vẫn thường xảy ra, và nó tệ hại hơn nữa là hoàn toàn bỏ bê cha mẹ. Từ lúc nhỏ khi tôi còn một đứa bé về, tôi đã vô cùng bất mãn khi tôi thấy những cái bà, tôi phải kêu là những cái bà cô lúc nào cũng thành kính, cũng đi chùa, tôi thấy lúc nào cũng đem những cái món ngon nhất để dâng lên cho sư. Nhưng mà rõ ràng khi tôi đến nhà thì tôi thấy không có phụng dưỡng cha mẹ mình trong những cái nhu cầu nhỏ nhất. Thậm chí có một ly nước mà kêu pha dùng cho mẹ ly nước, tôi mất đi công chuyện, giờ này phải lên chùa rồi trễ rồi. Từ một cái đứa bé tôi đã bị tổn thương. Tôi rất kinh tởm về cái cách cư xử của những người lớn không thể tưởng tượng. Đối với một đứa mà nhạy cảm như tôi, đó là cái điều làm cho tôi rất là buồn. Rồi gia đình tôi là gia đình Phật giáo, rồi ba tôi bắt tôi phải đi Phật tử, phải học kinh Phật đó, phải gặp mấy ông sư thì phải lại. Tôi luôn thấy những cái điều đó nó kỳ cục. Tôi vâng lời, tôi làm theo. Nhưng mà khi mà tới tôi vái ông, sao ông không vái tôi, chào ông, sao ông chào thôi, ông tỉnh queo rồi. Tôi là một đứa bé, tôi nghĩ ủa ông là cái gì mà sao mình chào ông mà ông tỉnh queo, ông như là cái cột như vậy không? Đó, rồi khi mà ông ngồi ông giảng thì con người tới dân cái gì giống như mana thì cứ đánh cách ngồi vừa ăn vừa giảng không? Rồi tôi để ý từ lúc mà ngồi trong giảng nơi mát, nhìn ra cửa sổ có mấy phụ nữ đang đứng coi, là một đứa bé mà tôi để ý tới những cái cách của con người, tôi rất buồn. Cho nên lý do về sao từ khi tôi còn nhỏ tôi đã đi tìm sách, tìm giờ tôi tu tập, tôi làm đúng mọi thứ, tôi có cách cái cuộc sống như cái gì mà tôi thấy ở xung quanh hàng xóm, những người cách người ta đối xử với nhau đó. Và tôi cũng thực hành đủ thứ cho tới ngày mà tôi gặp Chúa, thì đó mới là cái ngày mà thực sự mình tìm thấy cái chân lý của cuộc đời. Amen. Đó, cho nên chúng ta thấy là ngay từ đầu trong cái bản 10 điều răn là cơ bản mà Đức Chúa Trời dạy cho con người, thì cái điều răn thứ 6 này là cái điều răn liên quan đến con người, và nó ưu tiên nói về cái sự cư xử của chúng ta đối với cha mẹ làm sao cho xứng đáng. Hãy yêu kính cha mẹ, hãy tôn kính người, hãy yêu thương người, hãy phụng dưỡng người. Đó là những điều mà Kinh Thánh dạy dỗ, và không phải chỉ dạy dỗ mà đây là một mãn lệnh. Mãn lệnh thì không có thể là không thi hành được. Chúng ta không thi hành thì chúng ta biết, chúng ta không sợ súng, hay mở ra Lê Vi Ký và chúng ta sẽ thấy. Lê Vi Ký 20:9. Lê Vi Ký, đây là một cái mạng lệnh rất là nghiêm chỉnh. 20:9. Người nào nguyền rủa cha mẹ mình thì phải bị xử tử. Không phải là bị phê phán nha, đối với luật của Israel. Người nào nguyền rủa cha mẹ mình thì phải bị xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ, nó đã nguyền rủa cha mẹ thì máu nó sẽ đổ lại trên nó. Chúng ta thấy ở đây có một con chữ quá ư là nghiêm khắc, quá ư là nghiêm túc. Không có một cái sự du di nào cho cái tội mà chúng ta bất hiếu với cha mẹ, chúng ta dám nguyền rủa cha mẹ. Đó là thậm chí trong trong ngôn 20 câu đoạn 20 câu 20 20 câu 20 nói như gì? Ngọn đèn của kẻ nguyền rủa cha mẹ mình sẽ bị tắt đi trong đêm tối mờ mịt. Đó là cái cách mà chúng ta thấy Chúa đã định để nhìn một cách nghiêm túc về cái việc chúng ta là con cái mà cư xử với cha mẹ mình.
Thế mà những cái người ngoại họ do họ không hiểu biết thôi, chúng ta cũng không trách họ. Họ luôn luôn nói rằng những người đạo Cơ Đốc của chúng ta là bỏ ông bỏ bà là bất hiếu, đúng không? Đó, bỏ ông bỏ bà, bỏ cha bỏ mẹ bất hiếu, chỉ vì chúng ta không thờ cúng theo cái thói tục của Đông Phương. Nhưng mà Kinh Thánh, mặc dầu đương nhiên Kinh Thánh không dạy chúng ta thờ phượng bất cứ một thần tượng nào, thờ phượng con người và kể cả ông bà cha mẹ, điều đó là điều phải loại bỏ. Nhưng rõ ràng và khẳng định là Kinh Thánh luôn luôn dạy chúng ta là phải hiếu kính với cha mẹ. Cho nên không có lý do gì, không có bất cứ một ai trên đời này có quyền bẻ bát chúng ta được về cái việc mà chúng ta luôn luôn hiếu kính với cha mẹ. Còn nếu chúng ta là Cơ Đốc nhân mà đã không vâng lời đến Đức Chúa Trời và không hiếu kính với cha mẹ, cái điều đó chúng ta sẽ trả lời trước mặt Chúa. Đúng vậy không? Đó. Còn cái sự mà phải hiếu kính với cha mẹ, đó là một điều chính Đức Chúa Trời truyền dạy và Ngài nghiêm túc thi hành luật pháp của Ngài. Đó. Cho nên nếu chúng ta đã vi phạm vào điều này, chắc chắn chúng ta phải chịu hậu quả. Mà chúng ta trên phương diện dân sự, dân Israel, những người nào mà dám nguyền rủa cha mẹ mình thì sẽ bị cộng đồng đưa ra và xử tử rất là nghiêm túc. Đó, như vậy thì đối với Kinh Thánh, cái sự mà hiếu kính với cha mẹ là một cái điều mà chúng ta phải làm. Nó là một mạng lệnh và không thể thay đổi được. Và chúng ta thấy rằng ở trong suốt từ Cựu Ước tới Tân Ước đều dạy cái điều đó. Chúng ta mở ra ở trong Tân Ước một vài chỗ để chúng ta thấy rằng xuyên suốt Kinh Thánh luôn luôn dạy rằng chúng ta phải hiếu kính với cha mẹ. Chúng ta mở ra Ephesos đoạn 6. Chúng ta sẽ đọc Ephesos chương 6 từ câu 1 tới câu 3. Ephesos chương 6 từ câu 1 đến câu 3. Đây là nhắc lại ở trong suốt Ai Cập Ký 20:12. Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính với cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Ở đây nhắc lại cái điều mà ở trong suốt Ai Cập Ký 20 câu 12 đã ghi mà chúng ta đã bước trước. Hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. Cái sự vâng phục cha mẹ, sự tùng phục cha mẹ, đó là một cái điều để thể hiện trước tiên, nó không phải là tất cả, nhưng mà nó là trước tiên để thể hiện chúng ta là một người con hiếu kính. Hãy hiếu kính với cha mẹ ngươi để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Và chúng ta mở ra Colossae đoạn 3 câu 20. Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong mọi sự, vì điều này đẹp lòng Chúa. Đó cũng là một ý tưởng, chúng ta phải tùng phục, phải vâng lời cha mẹ, rồi vâng phục cha mẹ. Khi nghe cái câu này thì chúng ta cái bản năng tự nhiên của các cậu thanh niên thì dễ, nhất là những cậu thanh niên hiện đại rất là dễ như là phản bác. Hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, nghe là thấy cảm thấy là hơi khó chịu, khó vâng lời, đúng không? Hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự, có nghĩa là cha mẹ đặt đâu ngồi đó, biểu cái gì thì phải làm y chang như vậy. Thật ra đây không phải là sự dạy dỗ mà Chúa muốn chúng ta hiểu như vậy đâu. Cái tinh thần vâng phục là một cái tinh thần sẵn sàng chấp nhận theo cái sự dạy dỗ tốt đẹp của cha mẹ, cũng như vâng phục ở trong Hội Thánh cũng vậy. Theo những cái sự dạy dỗ đúng theo đường lối của Chúa, chúng ta luôn luôn vâng phục, chứ không để cái tinh thần của chúng ta ở trong cái sự mà lúc nào cũng sẵn sàng phản kháng, lúc nào cũng sẵn sàng chống đối. Cho nên trong mọi sự chúng ta luôn luôn cư xử với cha mẹ với tinh thần là sẵn sàng vâng phục. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều khi cha mẹ vẫn có những cái sai lầm, cha mẹ có những cái sự thiếu hiểu biết,
thấy không? Nhưng mà cái thái độ của chúng ta không phải nói ông bây giờ ông lạc hậu, ông có biết cái gì đâu, tôi học cao nó này kia tôi biết, ông không biết cái này cái kia. Cái thái độ đó là thái độ không thể chấp nhận được. À, cho nên mặc dầu ngày hôm nay cha mẹ chúng ta ngày xưa bán nhê chai đi lượm rác để nuôi chúng ta, dơ giấy xấu xí đủ thứ, cho nên chúng ta mới nên hình nên vóc như bây giờ, chúng ta mới được học cao, mới hiểu biết như bây giờ. Thì đừng có bao giờ mà quay lại nhìn cha mẹ mình như những con người ngu, thiếu hiểu biết. Ông lạc hậu rồi, ông biết cái gì? Đừng bao giờ có cái thái độ đó. Ngọn đèn của các con sẽ tắt trong đêm tối mịt mù. Đó, cho nên Chúa dạy chúng ta vâng phục cha mẹ là như thế, cũng như vợ chồng vì chúng ta kính sợ Chúa vâng phục nhau. Vâng phục nhau là gì? Chúng ta sẵn sàng thuận phục với nhau những cái gì đúng. Còn những cái gì sai chúng ta có thể góp ý với nhau, bàn bạc với nhau để mà chúng ta thay đổi, chứ không phải vâng phục. Tại vì nghĩa là cứ nhắm mắt bảo cái gì cũng làm. Cha biểu đi mua cho tao xì rượu về nhậu thì mình có quyền khuyên mở cha mình bằng cách thế nào đó. Cũng như là nếu mà mình yêu mến Chúa, mình đi nhóm mà cha mày bỏ mình nhóm đi, Chủ nhật để mình đi bán, mày đi làm được gấp đôi, còn những chuyện đi nhóm mà tin Chúa trong lòng được rồi chẳng hạn, mình sẽ mềm mại giải thích cho cha mẹ. Và nếu cha mẹ có khắc nghiệt đi thì chúng ta phương cách hay nhất là gì? Chúng ta liên tục cầu nguyện cho cha mẹ mình và công bố chiến trận để mà giành giật cha mẹ mình thoát khỏi những cái sự kềm chế của ma quỷ. Đó là sự vâng phục mà Chúa muốn. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là từ Cựu Ước và đến Tân Ước, nơi nào cũng đề cao cái sự hiếu kính với cha mẹ và cái sự cần thiết phải làm như vậy. Đó, chúng ta thấy nếu mà đọc suốt như chẳng hạn vua Salomon chẳng hạn, khi mà mẹ của vua Salomon đi vào cung và xin tha chết cho Adonijah, thì vua Salomon bước ra, nghe tin bước ra và lạy mẹ mình. Thấy không? Lạy mẹ mình rồi làm một cái ngai riêng cho mẹ mình ngồi đó, cái sự đó tôn kính mẹ mình. Mặc dù bây giờ mình là vua, là đứng trên tất cả, nhưng mà đối với mẹ mình, vua Salomon vẫn tôn kính như vậy. Và chúng ta thấy như cuộc đời của Chúa Giê-xu, Ngài có thể hiện Ngài là đứa con vâng phục cha mẹ mình hoàn toàn không? Vâng phục cha mẹ về phần xác, vâng phục cha ở trên trời không? Ngài có phải là đứa con hiếu kính không? Mặc dù trong 30 năm tìm ẩn từ thời thơ ấu, Kinh Thánh viết rất ít về Chúa Giê-xu, nhưng mà chúng ta vẫn tìm ra được bằng cớ để thấy rằng Chúa Giê-xu là một gương hiếu kính mà chúng ta cần phải học theo. Amen. Chúng ta sẽ mở ra ở Luca, ở giai đoạn mà Chúa Giê-xu lúc 12 tuổi. Nó có một sự bày tỏ trong Kinh Thánh để chúng ta thấy Chúa Giê-xu là người luôn luôn phục tùng cha mẹ mình. Mặc dù ngay lúc còn nhỏ, Chúa Giê-xu vốn biết mình là Đức Chúa Trời, vốn biết công việc mình phải làm là gì. Luca đoạn 2 câu 51 và câu 52. Luca đâu nào? Luca chương 2. Mình cũng nói sơ. Ở đây là nói về Đức Giê-xu năm 12 tuổi, tức là lúc đó gọi là còn thiếu niên, lớn hơn thiếu nhi một chút. Hàng năm đến kỳ lễ vượt qua, cha mẹ của Đức Giê-xu thường đi lên thành Jerusalem. Khi được 12 tuổi, Ngài đi cùng cha mẹ lên đó để dự lễ theo thường lễ. Khi các ngày lễ qua rồi thì cha mẹ trở về, nhưng mà cậu bé Giê-xu thì ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ Ngài không hay biết gì cả. Họ cứ tưởng là Ngài cùng đi trong đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới tìm kiếm Ngài trong số những bà con và những người quen biết. Khi không thấy Ngài thì ông bà bèn trở lại thành Jerusalem để tìm. Sau 3 ngày họ gặp Ngài trên đền thờ. Đó, lúc đó Chúa Giê-xu đang ngồi ở giữa các nhà Do Thái giáo và vừa nghe vừa hỏi. Tất cả những người mà nghe Ngài đều kinh ngạc về sự hiểu biết và những lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì kinh ngạc
Và mẹ Ngài nói với Ngài: hỡi con, làm sao mà con lại để cho hai ta ra nông nỗi này? Cha con và mẹ đã lo lắng tìm con. Ngài thưa: sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con sao? Cha đây là nơi cha trên trời. Nhưng hai người không hiểu lời Ngài vừa nói. Ngài đi theo cha mẹ trở về Nazareth và phục tùng họ. Đó, phục tùng họ, mẹ Ngài ghi khắc mọi lời ấy trong lòng. Chúng ta thấy rõ ràng không? Khi mà Chúa Giêsu đi lên đó và gặp những cái thầy thông giáo, thì Ngài đã ngồi và đã cùng nhau chia sẻ Kinh Thánh đối với những cái người Pharisee, những cái người Do Thái giáo đó. Và cha mẹ trở về với đoàn lữ hành, cứ tưởng là có Ngài trong đó, đến khi mà phát hiện không có, quay trở lại tìm. Thì Ngài sẵn sàng vâng phục cha mẹ để trở về. Đó, Kinh Thánh nói rằng Ngài trở về Nazareth và phục tùng cha mẹ mình. Rồi, ở câu 52, Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, sống thì có sống có làm, đó có gia đình. Và nếu Chúa Giêsu là một người sơ con mà ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ, không có hiếu với cha mẹ, thì rõ ràng là không thể nào mà càng ngày càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta, đúng không? Đó. Đối với tôi, một con người mà tôi biết chắc là bất hiếu với cha mẹ mình, tôi sẽ không bao giờ giao dịch làm ăn với người đó. Tôi quả quyết luôn, không bao giờ chịu giao dịch làm ăn với người đó. Những con người đó, ngay cả cha mẹ họ, họ còn bất hiếu, thì mình không có gì để trông mong, để tin cậy nơi con người đó nữa. Và chính vì vậy sợ sẽ không có đất đứng. Những con người đó sẽ không có đất đứng. Cho nên Chúa nói hãy hiếu kính với cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu trên đất này. Không phải là ai hiếu kính cha mẹ thì cũng trường thọ. Chúng ta đừng hiểu máy móc như vậy, nhưng mà chúng ta được đứng vững trên đất mà được, tức là trên cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng ta. Đó, rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu trong thời thơ ấu này đã tỏ ra là một người sống tuân phục cha mẹ mình trong gia đình, ha. Và chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu không chỉ là một con người, đúng không? Ngài có nhân tính và thần tính. Về mặt con người thì trên pháp lý ông Joseph là cha và bà Mary là mẹ về phần xác của Ngài, nhưng mà Ngài có cha thiên thượng là Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ cũng dùng Kinh Thánh để biết rằng Chúa Giêsu là người hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, cha thiên thượng của mình. Chúng ta mở ra Philip. Philip đoạn 2 câu 7 và câu 8. Philip đoạn 2 câu 7 và câu 8. Trời, chúng ta câu này. Đó. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đệ tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta thấy có ai vâng phục tới mức không? Vâng phục cho đến chết, tức là không hề thay đổi. Cái sự vâng phục này không hề thay đổi, dẫu gặp bao nhiêu những điều khó khăn, bao nhiêu những cái điều tủi nhục, thì Ngài vẫn phong vâng phục cho đến chết, và thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta mở ra ở trong đó. Cho nên mình thấy rằng chính Chúa Giêsu đã dạy dỗ nhiều về cái sự mà cần phải hiếu kính với cha mẹ, và Ngài cũng đã từng quở trách những người Pharisee. Những người Pharisee là những người họ lấy luật pháp để mà làm cái bên ngoài của họ, nhưng mà bên trong cốt lõi thì họ không muốn thi hành theo luật pháp. Đó, chúng ta mở ra trong Ma-thi-ơ 15. Đó. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu 6. Từ câu 1 đến câu 6. Sau đó có vài người Pharisee và thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến với Đức Chúa Giêsu
và hỏi Ngài rằng: sao môn đồ thầy lại vi phạm truyền thống của cổ nhân không rửa tay trước khi ăn? Chúa Giêsu đáp: thế sao các ngươi cũng vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy hãy hiếu kính với cha mẹ ngươi, và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng mà các ngươi thì lại bảo: nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì có thể giúp cha mẹ con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy là vì kết truyền thống của mình mà các ngươi đã loại bỏ lời của Đức Chúa Trời, các ngươi đã loại bỏ điều răn của Đức Chúa Trời. Và mình thấy Chúa Giêsu phản bác họ một cách vô cùng là chính xác. Họ chỉ có lợi dụng luật pháp đến nỗi là vấn đề ăn rửa tay không rửa tay họ cũng đem ra họ bắt bẻ. Nhưng mà Chúa nói là tại sao các ngươi cũng vì truyền thống mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Tại sao các ngươi nói là cái của này không để dâng cho Đức Chúa Trời nên không cần phải hiếu kính với cha mẹ? Hiếu kính cha mẹ là một điều tự nhiên trong một lương tâm tốt của con người, không phải là một bổn phận, không phải là một nghĩa vụ. Cho nên chúng ta không thể nói là vì tôi đã lo công việc Chúa có nhiều, tôi đã tồn và được đầu tư vào công việc Chúa có nhiều cho nên bây giờ không còn gì cho cha mẹ nữa. Không thể nói câu đó được. Chính ông Timôthê nói, nếu chúng ta không quan tâm, không chăm sóc, không chu cấp cho người nhà mình thì chúng ta là người chối bỏ đức tin, huống gì là cha mẹ chúng ta, cái người mà có công sinh thành dưỡng dục chúng ta, đúng không? Và trong điều răn của Đức Chúa Trời, hai điều răn lớn nhất là gì? Chúng ngươi các ngươi hãy hết linh hồn, hết sức, hết trí, hết lòng mà thờ phượng hay là kính mến Đức Chúa Trời ngươi, và phải yêu người lân cận như mình. Thì trong những người lân cận của chúng ta, ai là những người lân cận đặc biệt nhất? Có phải là cha mẹ của chúng ta không? Đúng không? Ai là người lân cận mà ban ơn cho chúng ta nhiều nhất, yêu thương chúng ta nhiều nhất, nuôi dưỡng chúng ta từng ngày? Thì tại sao mà chúng ta lại bỏ đi những cái điều răn tốt đẹp của Đức Chúa Trời để làm theo những cái điều mà chúng ta suy nghĩ, có đúng không? Làm theo cái truyền thống của loài người, chúng ta sống rất là giả tạo. Cho nên người ta có câu: sống thì con dẫn cho ăn, chết thì con lại làm vang mà tế rồi đó, đem lên thắp nhang để rồi cuối cùng nhang nó rớt vô tùm lum, đem xuống ăn uống rồi thổi kèn rồi hát rồi một hồi nói chuyện nhau rồi cãi nhau đánh nhau bụng tỏi, không nghe nhắc gì tới cha tới mẹ gì hết đó. Cho nên cái người tin lành của chúng ta không phải là không thể hiện qua những cái việc thực tế. Mỗi năm chúng ta có thể tổ chức để kỷ niệm cái sinh nhật của ông bà cha mẹ chúng ta, để nhắc nhở cho con cháu nhớ đến, nhớ cội, nhớ nguồn, nhớ công ơn cha mẹ, đó là điều tốt. Nhưng mà chúng ta không có phải là bày ra như người khác mà đem cúng rồi đem xuống hồi nhỏ như kia. Tôi không biết, tôi đi học về thấy cúng về xuống ăn, tôi không biết là bữa nay cúng ai, thậm chí là như vậy là vì không hề có tuyên bố một điều gì hết, nói cho con cái hay nhắc nhở về người cha người mẹ mình trước như thế nào, tốt xấu như thế nào, cái tốt để tuyên dương để làm theo, cái xấu để mà con cháu nó tránh, thì cái đó là cái điều chúng ta nên kỷ niệm. Vì rõ ràng ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, cái điều đó là những cái truyền thống tốt, nhưng chúng ta phải áp dụng một cách tốt. Còn chúng ta cứ làm theo những cái nghi lễ và chúng ta chỉ làm để mà che mắt thế gian thì đừng làm là tốt hơn. Ông thầm đừng làm gì cả thì tốt hơn. Cho nên hôm nay nhân cái ngày mà gọi là ngày mẫu thân, tôi có nói đây là căn cước. Qua ai đây ạ? Bà nội. Từ lúc tôi còn thanh niên, tôi đã nói một câu là đời này không có đáng gì để lưu niệm ngoài tình yêu. Nhưng mà tôi không thấy cái tình yêu đích thật nào trên thế gian này, cho nên tôi chưa hề có cái hình ảnh của bất cứ một phụ nữ, một người bạn gái nào, không hề có bất cứ một lưu niệm nào. Tôi cũng không thích đứng chụp hình nữa cho tới bây giờ. Nhưng mà đây chỉ đặc biệt cái người phụ nữ mà tôi vừa
đó là mẹ tôi. Một người không sanh gia gì, không có học hành gì bao nhiêu, nhưng tôi ảnh hưởng cái văn hóa của mẹ tôi. Mẹ tôi học thấp thôi, bình dân học vụ, nhưng tôi cho rằng mẹ tôi là con người văn hóa mà tôi đã học theo rất nhiều. Tôi cảm ơn vì mẹ tôi đã dạy tôi, cho tôi những cái văn hóa mà tới bây giờ tôi vẫn cho rằng nó tốt đẹp cho cuộc đời của tôi. Cho nên đây là vợ tôi cũng không biết là tôi giữ người này. Một phút tự nhớ là người mẹ của mình rất là thân thương, tẩm thảo nuôi con, tiết kiệm các nhân gia đình, yêu thương chồng con rất mực. Và đối với tôi, đó là tất cả những cái gì mà chúng ta cần có trong một gia đình cơ đốc. Và mọi người chúng ta là những người con, hãy đáp lại tình yêu của mẹ, hãy đáp lại tất cả những gì mà mẹ mình phải chịu khổ vì mình. Đừng khinh bỉ mẹ con lúc người trở nên già cả và dốt quá và không biết gì hết. Nhiều khi mình cảm thấy bực mình, lú lẫm này kia bực mình, nhưng mà hãy cậy nhờ ơn Chúa đi, để chúng ta đừng có sống xác thịt như thế mà sống theo những gì mà Chúa dạy chúng ta, để chúng ta có một cái cuộc sống sáng sủa, bước đi trong cái đường lối sáng của Ngài. Sư đồ Phaolô nói rằng ở trong cái thời kỳ cuối cùng này, trong cái thời kỳ cuối cùng, những cái ngày cuối cùng của thế giới này có những cái thời kỳ rất là khó khăn, vì người ta sẽ trở nên rất là vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, rồi lọng ngôn, không vâng lời cha mẹ. Ở trong bản hiện đến nó không vâng lời là nhẹ đó, theo bản cũ là bội nghịch, thậm chí là bội nghịch. Mà cái chuyện này chúng ta thấy đầy dễ. Mới đây các cổ cha rồi cái gì bầm đầu cầm gì cũng thế, khủng khiếp quá. Cái thời buổi này là thế, bội nghịch cha mẹ. Và điều đó không phải chỉ xảy ra ở trong cái thế giới tội lỗi không có Chúa đâu, mà nó đã tiêm nhiễm vào cả hội thánh, vào cái giới cơ đốc nhân của chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô mới cảnh báo đó. Đó, chúng ta hãy tự xét đời sống của mình qua lại, đừng để chúng ta bị ô nhiễm ở thế gian. Nếu chúng ta chưa thay đổi được thế gian thì ít ra cũng phải được bảo vệ, gìn giữ để không có bị những cái điều ô nhiễm đó. Hãy yêu thương, hãy biết ơn cha mẹ mình. Đó, nhớ sự tôn kính cha mẹ là điều trên hết. Lòng yêu thương cha mẹ mình yêu thương bao nhiêu, nếu chúng ta có thể cảm nhận được cái tình yêu của cha mẹ mình như thế nào, đối với mình như thế nào, thì chúng ta mới có thể đáp ứng cái tình yêu đó được. Đó, và cái tình yêu đó, và chúng ta cũng phải thể hiện cái điều đó qua cái sự gọi là vâng lời cha mẹ, ở cái sự mà vâng phục cha mẹ. Ngay cả khi cha mẹ điếc lát này kia nói những cái điều có thể không đúng, nhưng mà chúng ta luôn luôn có sự mềm mại, biết là cha mẹ không còn tỉnh táo, cha mẹ không còn sáng suốt, và có những cái điều cha mẹ không có, điều nó mới mẻ của cái thời đại cha mẹ không biết, chúng ta không thể vì điều đó mà chúng ta coi thường cha mẹ, đúng không? Coi thường cha mẹ mình được. Đó, thì Chúa Ngài sẽ ban phước cho chúng ta, Ngài sẽ làm cho chúng ta đứng vững trên đất mà Ngài ban cho chúng ta vậy. Chúc tất cả anh em của chúng ta luôn luôn thỏa lòng khi mình nghĩ đến cha mẹ mình. Cả cái cuộc đời tôi, từ nhỏ tới lớn là lấy vợ, tôi chưa hề làm một cái gì đáp ứng tốt với cha mẹ mình cả. Nhưng mà tâm lòng của tôi thật chỉ có tôn kính, yêu thương, và từ nhỏ lớn tôi luôn luôn vâng lời cha mẹ mình. Và cái ý nguyện mà tôi muốn làm thì cả đời bây giờ tôi không còn có cơ hội nữa. Nói cho biết các bạn trẻ biết, mình sẽ không có cơ hội. Tôi không có cơ hội để phụng dưỡng cha mẹ như cái ý của mình muốn. Đó là một cái điều rất là thiếu sót trong cuộc đời của mình, đúng không? Đó là một điều mà mình sẽ không bao giờ thỏa lòng khi mình nghĩ đến những cái ngày tháng cha mẹ còn sống. Và bây giờ chúng ta có giàu buôn triệu thì cũng vô ích thôi.
như thì gọi rồi cúng kiến là làm xe hơi gửi xuống cho mẹ cho cha, thì cái điều đó nó ngờ ngẹt ngớ ngẩn ha. Cho nên chúng ta hãy được phước vì vâng lời của Chúa, luôn luôn có sự tôn kính, có tình yêu thương đối với cha mẹ, luôn luôn có ý nguyện để mà trong mọi cơ hội chăm sóc, phục vụ, phụng dưỡng cha mẹ mình lúc tuổi già. Và nếu làm trọn được như vậy thì đó là cái phước của đời sống mình, chứ không phải là mình ban phước cho cha mẹ, mà mình được phước để được phụng dưỡng cha mẹ. Amen. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em chúng ta, và ngày hôm nay cũng có những cái dấu ấn, những cái sự nhắc nhở để rồi chúng ta có thể dạy dỗ cho con cái của mình nó sẽ có những cuộc sống tốt hơn. Những cái làn sóng xã hội này nó không có lấn chiếm nó ha, nhưng mà chính lời của Chúa sẽ chiếm tràn trong tâm trí và tâm lòng của nó, làm thay đổi nó. Amen. Amen.